chú cầm cái này. Ai đâu? Hai anh em Châu Vàng đem máy về thôn Hồng Sen, xã Bình Lưu, sông Lô, Vĩnh Phúc. Đây là nay là gia đình luôn mua một con Châu Vàng chưa qua. Gia đình đấy đang test máy. Bạn quay gì đó. Đấy, cái cần này nếu mà ông muốn cao thấp theo tay thì tháo nó ra chỉnh lên chỉnh xuống tha hồ. Này, đây là toàn mấy ông thợ máy cày trước kia đã lấy mấy con này. Nay thì tiếp tục con này là con số 10 về Bạch Lưu. Đây là đang nhà đang phay đất vườn. Phay thử hôm nay là ruộng hết rồi, đang phay thử đất vườn. Năm nay 60 rồi vẫn mua máy đi làm. Anh em mua thay con trâu. Ui, nói chung là sức cứ theo được hết con này. Là sức cứ theo được hết con này. Bơi tì tì. Loại trục nhỏ này phớt nó an toàn, Phương làm từ ngày đã có vấn đề. Như bọn tôi là trình phải thay phớt, rồi tôi phải thay. Nó kiểu là cái độ phớt nó to hơn. Nó chỉ là mình làm nóng cái, nó chỉ cần co tí nát cái là nó chỉ ra rồi. Chứ là không ảnh hưởng gì. Đấy, nó yếu điểm cho năm nay nó không ra trục to. Nó làm nó thi điểm đấy. Đấy. Năm 19 nhá, tất cả 19 đổi lại là trục này. Riêng có năm 20 mới ra trục to thì năm nay là không ra. Phương mua là trước có không ạ? Mua trước. Phương lấy đầu tiên đấy. Thì đến bây giờ là không ra trục to. Cổ Xuân ở đấy, trục to đấy. Cổ Xuân cũng một đường nào đấy. Tất cả các loại máy nếu mà nào thì to chứ. Trục to cũng ra rồi. Nọ phải lấy cốt rồi. Mà tất cả bọn nó mua những đời trước cho nó mà. Hôm nọ cái thằng kia nó đây công ty, nếu ông chỉ cần ra cái trên nó rửa cốt để cho ông thay nó. Thằng nó về nó thay to, nó về đời nó thay dầu thì nó thay to. Nó nhỡ nó. Bắt nó về cánh tôi bên làm chính thay cốt. Nhưng mà còn như cái cánh mua kia kìa, em nọ cái tay nó làm cùng ấy, ngoài bờ ngô à. Nó bộ rồi, bây giờ nhà cháu ra dầu nhưng chẳng có cán là thay mà ui giờ như ông tạo khó hết. Công ty cũng gửi về hết, chắc là chúng ta chẳng có. Chung là cánh công ty của này nó làm bảo hành tốt. Kể cả trong thời gian bảo hành trục trặc cái ông điện phát về nó làm này. Nó làm cứ yên tâm thế. Nó là cứ làm thì không vấn đề gì. Lại là tất cả mọi thứ có vấn đề thì cả được. Riêng việc tập tôi cánh này mình đã lên tận nơi rồi. Cái này như máy ông chính là nó trở đi trở lại đến 4-5 lần nó vẫn còn làm, mà tại mình cũng phải tại người ta. Người ta vẫn còn làm, không vấn đề. Cái yêu tầm toàn anh em với nào cả. Người ta nói thì nó khó lắm. Giờ đấy cứ yên tâm. Hỏng cái gì trục trặc cái gì anh em. Thế còn kể cả trục trước này, khuất trước, tất cả các loại nhá. Có vấn đề gì là
ông cứ điện, tôi điện nó không cửa việc cho đừng. Không có vấn đề. Mỗi cái là tất cả những cái ốc này, đấy có thể lúc nào làm đấy, ốc ở thay này, mình xếp lại, mình quặn lại, ừ, có thể là nó lỏng, xếp lại nhưng mà nhưng đa số là yên tâm. Không vấn đề. Làm mãi rồi, ông này làm rồi. Đó, cái thứ nó là xem nó được chưa? Đấy, thế là được rồi. Ông này là ông làm rồi, yên tâm thế. Này là đã thực tế cũng làm rồi, không yên tâm. Cái loại này giật nhẹ phát nổ có cái gì. Nó cứ ốp đề nó ngày trước à, thế rồi mất thêm triệu rưỡi thì tội. Để có, nó là để có thôi. Thế chẳng là hôm nay Hùng Ngân ông lấy. Đâu, hắn ấy còn xem ngài. Nói đây mày mày quay cho tao giật thử con này. Phải cứ bỏ tôi ra à, thế này là giờ giật được rồi gì? Ừ, giật nhưng mà đưa ra đi. Hả? Đây để trên kia, trên bên kia chú ơi. Đừng có giật mãi được trong thì mình về đây nhá. Cứ kéo vào hết tay. Đập không như thế này nhá. Nháy cái là đứng rồi nhá. Thế này nhá, chỉ cần kéo đủ tầm là nổ. Giật là nó nổ. Chứ không phải giật mạnh, giật từ trong không nổ đâu. Đấy. À, giật thẳng lên tới đây không nổ. Không, cứ như kiểu máy gặt đấy nó đấy, nổ. Đấy, cứ đủ tầm là nổ, nhẹ cái nổ. Đấy cứ thế thôi, giật là nổ, ơ giật là nổ. Giật được, giật dứt khoát. Từ từ cũng chưa đóng ăn. Đây đưa tôi nhá. Đây này, giật này. Đây, đây, đây nhá. Đây, thế này nháy cái là nó đóng cái áp này nhá. Nó cứ này nè. Đừng có không phải giật mạnh này nhá. Kéo đúng tầm mà nổ. Đây, giật mạnh này. Giật mạnh không nổ đâu. Chỉ cần nháy đúng tầm mà nổ. Cái này là cái gì đấy mà nó lủng lẳng thế này này. Cái thừa. Cái nó lúc nào nó không đóng thì nháy cái này nó đóng rồi. Đóng thế này là giữ nguyên này nhá. Chưa đóng. Đấy đóng rồi. À. Đây giữ nguyên này nhá. Ừ. Đóng rồi này, đây ông cầm đây nhá. Ừ. Đây ông giật nhẹ cái này. Ra đi. Mở chưa? Rồi. Đóng à. Nhanh nháy cái nó khởi đóng. Đấy rồi. Đóng rồi chưa? Rồi, đấy, nháy cái nó mới đóng này. Chứ nháy nhẹ đâu, nó đóng này chứ. Rồi, được rồi. Đấy, rồi. Được. Đây. Đấy, nháy cái này. Rồi, đấy cái chú dừng cho xuống đấy. Không phải nó lên thì